Video chỉ mang tính chất giải trí và không cổ suý cho những hành động xấu và đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Ok, là chuyện người lại cái chế độ của sao lại sao nè đâu. Đúng rồi. Hôm nay tôi và một phong cận và mẹ Simi và cây rồi mới đi chơi nè mọi người ơi, mọi người thấy vui không? Trời ơi. Thấy chưa, mọi người thấy không? Hôm nay là được rồi, là chị ta bác bảo vệ của làng chở đi công viên nha mọi người ơi. Đó, bác bảo vệ biết đường lắm rồi vậy. Trời ơi, thấy đi vòng vòng rồi nha. Bác ơi, biết chỗ không? Con rồi, bác lại xe xong lại theo routine này. Bác bảo vệ ơi, bác bảo vệ ơi. Ôi. Bác bảo vệ ngừng xe ai. Ôi vậy á? Con vô trong cầm mình hào đi toilet cái. Trời ơi, cái gì vậy? Đang đi chơi. Đang đi chơi mà đi. Cái gì mà ông đi trong 1 phút 30 giây vậy? Gì ghê, vả thông để làm cái bầu luôn hả? Hôm nay mình đi chơi mà phải nhanh gọn lẹ chứ sẽ đang hùng mít hơi nhiều, xin lỗi nha. Trời ơi, này lần sau đừng có đánh bám trên đây nha. Bác tài, để xếp bác tài. Cái gì vậy? Con muốn đi vào mấy bụi hoa hả? Không, con chạy nhà mấy con mượn giấy đã nãy quên chùi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, trời ơi, xe của tôi. Trời ơi, tại sao? Cái gì vậy? Sao mà bác tài ơi, đi tiếp bác tài. Tôi thấy cái xe thủng thủng nha. Không đi tiếp được ông, nó hôi xe rồi. Rồi bác tài ơi, cố bác tài ơi. Nước hoa cho. Đúng rồi. Rồi hết rồi bác tài ơi. Nước hoa chỉ là phong hò thôi, làm sao mà nó hết sạch mùi. Trời ơi, cái mùi trời ơi. Trời ơi, lần sau không ăn hột mít nha. Bác tài buồn nha. Thôi bác tài ơi đi, bác tài ơi. Trời ơi, ok, bây giờ tụi mình sẽ đi chơi công viên nha. Yeah, đi thôi. Từ bác nhớ là bây giờ phải rẽ trái mà sao bây giờ Thịnh sẽ phải. Ủa bác nhớ nhầm không vậy? Ủa bác ơi, bác có nhớ được không vậy? Trời. Không sao, cái biển nó ghi như thế nào thì mình cứ đi theo như thế, kiểu gì cũng đến nơi. Yên tâm, yên tâm. À dạ ok. Ủa bác tài không vậy? Ủa sao có cái giống vậy bác tài? Ủa gì vậy? Trời ơi, cái gì mà xoàng dữ vậy? Ủa gì đây? Hả? Ủa gì vậy? Ủa cái gì đây mọi người? Trời. Ủa tôi nhớ rõ ràng mọi người đang đi trên xe buýt và đi chơi cùng tôi mà sao bây giờ? Ủa sao ở trong cái chỗ này tiếng gớm vậy? Ê mọi người dậy. Trời ơi, sao mọi người còn ngủ vậy? Trời ơi, dậy đi mọi người ơi. Dậy. Trời ơi, mọi người ơi, chỗ này chỗ nào nè? Ui, cái gì đó trời? Ủa cái gì? Ủa? Ừ. Nhìn đằng sau mày xăm ơi. Ủa cái gì vậy? Ủa ai vậy? Ủa Phong Cận mà có gì đâu mà thấy ghê vậy? Trời. Trời ơi, ngủ người ta ngủ nằm, ổng ngủ đứng mọi người ơi. Cái người gì vậy dữ vậy? Đúng là Phong Cận đặc biệt vậy sao? Dậy đi ông nội ơi, dậy đi. Cái gì vậy? Ngủ à? Dậy đi nha. Ủa Phong ơi, tôi nhắc cái tay ông là tay màu đen mà sao bây giờ màu xanh vậy? Trời ơi, nhìn giống kiệu điện máy xanh vậy. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Ôi, hay quá. Cái gì? Mấy hành siêu nhân rồi. Ủa siêu nhân gì đâu, kỳ giới bạn. Kệ mà từ, quan trọng biết là tụi mình đang ở đâu vậy? Quê gọi là chúng ta đang ở đâu vậy mọi người? Ui, cái gì vậy? Ui, ai vậy? Chào mừng các người đã đến với khu trò chơi của ta. Ở trong khu trò chơi này, các người sẽ phải vượt qua những thử thách của Rainbow Fan. Nếu các người không thể nào vượt qua được những thử thách này thì người bạn Phong Cận TV của các người sẽ bị biến thành một con quái vật khổng lồ bờ lu. Các người hãy cố gắng mà vượt qua nhé. Còn bây giờ thì xin đi đây. Cái gì? Trời ơi. Cái gì vậy? Thành quái vật khổng lồ hả? Trời ơi, đâu có vậy? Không, trời ơi, trời ơi, ông bị biến thành quái vật là ông sẽ làm việc trong cái ngôi nhà này đó Phong ơi. Trời ơi, trời, ủa mà từ từ, cái này cái gì? Tôi sẽ bị ở đây, tôi không được gặp Sam nữa hả? Chứ sao nữa? Ôi, ông là quái vật mà, tôi con người mà sao mà ở trong được? Ghê rồi, em từ từ mọi người ơi. Đây là khu vui chơi Rainbow Friend. Ủa sao nghe kỳ đó mấy bạn, biết khu vui chơi này không? Đừng quên coi mình video sao biết nha. Trời đất ơi mọi người ơi, chỉ còn 24 tiếng thôi Phong Cần sẽ biến thành quái vật blue mà tôi không có chịu đâu. Bây giờ lo mà hoàn thành nhiệm vụ mọi người ơi. Trời ơi trời, Phong ơi bây giờ ông đã như thế này rồi. Ông mà biến
đâu? Ủa? Ê, trên này có chữ A nè. Ui, hóa ra là thu thập chữ cái này hả? Ui, đây tôi. Nó, trời ơi, dễ. Ủa? Chữ A quá được. Chữ cái, ủa mình thu thập mấy cái này làm gì? Tôi không có biết. Trời ơi, người ta ui chữ C đây. Trời ơi, dễ dàng luôn ha. Đây. Có chữ B, chữ B đâu rồi? Ui, từ, ủa cái tượng đâu? Tượng đâu ai đẹp dưới ta? Cái tượng này tượng ai vậy? Ui, xanh lẹ xanh lét luôn. Này, nhìn dễ thương quá vậy. Ui, nhìn cái trong cái cây tôi vậy. Ồ, ê, đừng nói với tôi là ông sẽ biến thành cái tên này nha. Ơi, ghê quá. Rồi. Con cự sẽ biến thành một cục đất sét màu xanh. Thôi thôi mọi người ơi, đi tiếp đi mọi người ơi, cẩn thận nha. Trời ơi, trong này tôi không biết trong này có bao nhiêu quái vật luôn á. Từ từ đi coi coi, ủa gì đây? À, có mũi tên chỉ tới mọi người ơi, tới đây thì xem coi. Ủa từ từ. Ê mọi người ơi. Đầu kia là gì vậy? Sao đầu kia có cái tay dài dài, nó có cái chân dài dài. Ủa trong này có nhân viên nào mà tay dài chân dài dữ vậy? Ủa có chị đe rồi, tao cái gì vậy ta? Ủa cái gì từ nha, rõ ràng là mình phải kiếm được chữ A, B, C, D mà sao mới vừa kiếm được chữ A, C và chữ D và chữ B đâu? Trời ơi, trời ơi, tìm mình đang nó đang thất lạc mọi người. Ủa từ từ cái tay là gì? Ủa nó đang vẫy chào mình kia. Hello. Vẫy chào tụi mình. Hello. Múa, nó đang múa kìa. Để đâu xem mà cái tay nó giống tôi. Như mù đó bạn. Rồi bây giờ mình cúi xuống mình đi lại đó, mình đi đi chậm chậm thôi. Đừng ai ra tiếng động nha. Trời ơi Phong Tận ơi, ông đi từ từ Phong ơi. Ui. Yên tâm đi, giờ tôi nghe cảm thấy người tôi nhẹ lắm, bình tĩnh. Rồi ok. Ủa nó đang đi tìm kìa mọi người. Trời ơi. Đây. Em sẽ ném cái rìu này chứa dưới nước, nó sẽ chạy lên nước. Đúng rồi. Nhiều chỗ nè, từ từ quay chị B đâu. Ui có chị F. Mọi người. Gì vậy? Gì vậy? Mọi người kêu không thấy nó đâu. Chữ B đây rồi mọi người ơi. Ui mừng quá. Thế là nha. Hả?
chữ cái thì chữ B là cái chữ gọi là cái tay nó kìa. Ui cái tay. Ui im lặng. Im lặng. Nó vô kiểm tra cho xem nào, từ từ mọi bạn thấy không, nó vô. Không sao. Bọn mình chỉ cần đứng im thì nó sẽ không phát hiện ra. Đúng rồi. Thật ra là cây biết tình cảnh này rất là căng thẳng, nhưng mà cây nhìn con quái vật đó giống đang nhảy bấp bình. Trời ơi trời, đây bây giờ mình đặt đây là A C D đi đúng không? A B C G E E E E E E E E E F E F G G. Trời ơi xong hết rồi. Trời ơi cuối cùng cũng xong rồi mấy bạn ơi. Trời ơi mệt chết sợ à. Từ từ, ủa mà từ cái cửa đâu? Cái cửa đâu ra ta? À từ từ rồi. Nãy tôi nhớ trong cái đường hầm có một cái cửa bị khóa, mọi người tới khoai có cái cửa nó mở chưa? Đi theo tôi. Ui, ê các bạn, có nghe quái hả? Có một cái hầm mà người có yêu quái, ủa yêu quái rồi, từ từ nó đi được cậu. Yêu quái chắc chắn là nó nghe tôi gọi là ăn hột mít cho nên nó sợ nó chạy ra rồi. Trời ơi trời. Đây, đi xem coi. Ui. Ui cửa này nó biến mất rồi nè. Ui trời ơi, may quá bạn ơi. Cái cửa cuối cùng cũng mở, bây giờ mình sẽ chua cửa này qua màn hai là màn gì nha. Trời ơi tôi nói nó khổ dễ sợ luôn rồi. Trời ơi Phong ơi đừng có đánh đáp nữa, khổ ghê luôn á trời. Thôi mọi người đừng có nói nhiều nữa, bây giờ tụi mình phải hoàn thành xong nhiệm vụ để giải cứu Phong cận nè. Thôi Phong ơi đi. Đúng rồi giúp tôi đi chứ tôi không biết anh quái vật đâu. Hình như có cái gì đó sai sai đúng không? Nãy tôi nhớ cái tay màu xanh là đâu ra loại cái chân đó vậy? Phong ơi! Cái chân bị gì vậy? Nè! Chân hai cái chân của tôi nãy giờ cảm thấy cái chân của tôi nó dẻo hay là dẻo như kẹo dẻo vậy á? Trời ơi! Chết rồi mọi người ơi! Lâu hoàn thành cái tay xanh nhanh, nếu không Phong tự sẽ biến thành gọi là gì ta? Quái vật mà luôn các bạn! Nhanh! Tôi không mua biến thành quái vật đâu! Trời ơi! Cái gì vậy? Trời ơi! Cái gì đây? Từ từ đây. Thử thách số 2, ông ơi xách ra coi. Truy tìm cần gạt. À cái sách số 2 đơn giản, tôi đi nhà tù nhiều lắm. Ê, cái gì vậy? Phong ơi cẩn thận, Phong ơi cẩn thận, bình tĩnh Phong ơi. Cái gì vậy? Người ta chưa đi nữa mà bạn đã gọi là đứng bên kia luôn rồi, đỉnh quá vậy. Người ta chưa đi nữa, cái liền biến sao không? Trời ơi. Tại vì tôi biến hành cái chân này á, tôi cảm giác giống như là người tôi có thể nhảy được cao hay là cao luôn á. Hóa ra cái này cũng có lời dữ vậy. Thôi bây giờ mình đi qua đây mọi người, cẩn thận nha. Ui, cẩn thận nha. Ui. Ui da. Đó, trời ơi, tưởng gì chuyện nhỏ mọi người. Ui, đồ này lava hơi gắt nha, gắt nha. Rồi, cẩn thận nha. Siêu điệp viên. Ui, trời ơi. Ui, từ từ bình tĩnh. Trên này gắt nha. Ui. Rồi, ok. Trời ơi, qua đây xong rồi mọi người. Ủa, tiếp theo là gì đây? Trời ơi, bắt con la da, tưởng cái này như thế nào. Ui, ơi, để tôi nhảy qua cho nè. Ui, cái một. Ui. Mọi người đi cẩn thận nha, mọi người. Đây, thấy chưa? Rồi, trời ơi, đơn giản. Quá dễ. Ủa gì đây? Ủa sao dưới đây có cái nước vậy? Trời ơi, tưởng cái gì, nước này là nước ngâm chân thôi. Tự tôi xuống cho mà xem nè. Trời ơi, dễ dàng không à. Ui, đó. Quá trời luôn. Ui, cái gì vậy? À, cái gì mọi người? Cẩn thận nha mọi người. Ui đừng chết nhà đây, giờ sao mọi người. Ê giờ mình trốn im lặng đó, trốn đừng ném trốn cho okay, nó đi. Ok im lặng mọi người, không giống con kia đâu, con này cái mắt nó to lắm á. Rồi đó, để cho nó đi thôi, mình cứ im lặng thôi. Ui cái tay nó bắt kìa. Trời ơi mọi người, trời ơi. Ui đúng rồi kìa.
màu tím, có hai cái mắt ở trong cái đường cổng đúng không? Nè, cái tay đó nè. Ui, không sao không sao đâu, bọn mình lên trên đây bọn mình không lo bị gì nữa đâu, yên tâm đứng trên đây là an toàn. Ôi trời, không ơi, trời ơi, đánh rồi. Trời ơi, cái ông này. Vô đây mọi người, đóng cửa lại, đóng lại. Cái này tôi ăn đến nó tận 10 kg hột mít lận. Trời ơi, trời tôi kệ ổng đi mọi người ơi, thôi đi tìm cân gạt đi, tìm cân gạt đâu rồi? Cân gạt đâu? Cân gạt đâu? Ôi không biết. Trời ơi, sao nó khó vậy ta? Xem coi. Trời ơi. Ôi, có cân gạt rồi. Trời ơi, may quá mấy bạn ơi, có cân gạt rồi. Đây đây, trong này trời, bây giờ cái điều khó này bây giờ nó đâu rồi, nó đâu? Ồ, nó đi vô, nó đi vô, từ từ từ. Ui, nó đi vô, từ từ, cẩn thận cẩn thận cẩn thận. Ui, nó đi vô. Cẩn thận nha. Ui, nó đó kìa kìa. À, nó đang ngủ hay sao á? À, nó đứng đó rồi, nó dụ người tiếp theo ấy bạn. Trời ơi, coi đúng ghê luôn á, trời. Giờ mình đi lặng lẽ rồi Sam ơi, mình đi lặng lẽ rồi. Đi lẹ lẹ thôi mọi người. Ủa sao tự nhiên mọi người kiếm nó như vậy? Mọi người cần nó lại hả? Trời ơi. Cái gì? Cái gì? Cái gì vậy? Mọi người cần kêu nó lại. Trời ơi, đâu có ai chơi. Trời ơi, bắt ông Phong. Ui, nhanh 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 nhanh. Ui, đóng cửa lại. Ui, làm sao đóng cửa lại mọi người? À, đóng cửa lại, đánh nó đâu. Đánh nó đâu. Cái gì? Đây nè, đây nè. Ui, đổi đâu rồi, đây nè. Đuổi nó rồi, đuổi nó rồi. 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 Không, nó không, từ từ, từ. Ui, ui, leo, 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 leo. Trời ơi, trời. Ui. Chết chưa? Trời ơi, cái ông Phong Cận có tuyệt chiêu là đánh rắm thần chẩn, đánh rắm hoài tôi đây, tôi gọi là tôi lây luôn mấy bạn. Trời ơi, thở đó. Trời ơi, cuối cùng cũng qua thử thách số 2 mọi người ơi. Trời ơi, mệt quá, mệt quá. Mấy bạn đừng quên nha, xem nha, lần này like nhảy subscribe nhảy cho Sam nha. Trời ơi, tôi cực quá trời cực luôn. Và đừng quên subscribe cho Hero TV, tất cả mọi người đang tham gia thử thách nha mọi người ơi. Ôi trời ơi, mệt quá Phong ơi, đâu rồi Phong? Ui. Ui vậy? Phong cái gì vậy? Ê Phong ơi. Nãy tôi thấy nửa cái tay nửa cái chân mà sao bây giờ nó nguyên cái mặt luôn vậy? Trời ơi, Phong ơi, là tôi không còn thời gian nữa rồi. Tôi thôi, tôi bây giờ cảm thấy giống như là trong cơ thể tôi nó tận hai giờ cách. Trời ơi, thấy ghê quá. Nhưng không sao Phong ơi, tôi với Karen với mẹ Simi sẽ hứa sẽ giải cứu ông trở thành con người bình thường. Tí nữa tôi đi, tụi tôi sẽ cứu ông, đừng lo. Thôi rồi, để xem quay cái thử thách. Để bạn biết anh chịu dẻo đâu. Đúng rồi, để quay thử thách số 3 lại gì nha mấy bạn. Từ từ coi coi. Nếu mà tôi có biến thành cục kẹo dẻo thì Sammy hãy ăn tôi nha. Trời ơi, cái gì vậy? Cái gì kỳ cốc kỳ này ơi. Rồi, thôi thì tôi xem coi. Để cho Kyron ăn tôi. Trời ơi, thử thách số 3 nè, trốn tìm. Ủa là sao? Tự nhiên qua đây. Ủa tự nhiên qua đây trốn tìm. Ủa sao qua đây dễ dàng vậy ta? Tụi mình sẽ chơi quẩn tụi xì cho trốn tìm nhau hả? Ủa từ đi đi chung quay. Ủa gì đây? Từ từ mọi người. Ủa đây là cái mê cung mấy bạn ơi. Cái mê cung này có gì không? Từ từ. Ui, có mấy cái hộp sốt nè. Ui, em mà tôi công nhận cái trong này cái gì ra. Ui. Ui vậy? Ê, có con nào vậy? Ui, cái con gì? Cái gì vậy? Mai anh em y kẹo dẻo. Bạn là con gì vậy? Ui, con này con gì vậy? Nó làm gì vậy? Nó đi vậy? Đây! Nó cắn người! Trời đất ơi! Cái con gì? Cái con! Chạy rồi! Ê, mọi người, con này con gì? Con thằng lằn ấy, con gì? Sao mặt nó thằng lằn nhưng mà nó mặc cái xấu vậy? Ui, ê, chạy qua đây! Ui! Qua đây, qua đây, mọi người! Chạy qua đây nè! Qua đây, mọi người ơi! Qua đây, mọi người! Trời ơi, Phong ơi! Làm cái gì vậy? Qua đây, Phong ơi! Ui, ê! Nó đang đuổi tôi đang cho đuổi tôi để bảo vệ mọi người! Ok xuống luôn. Chốt rồi, chốt rồi, chốt rồi, chốt rồi. Trời ơi, mình nấp ở dưới cái hang này làm sao mà nó kiếm ra được? Cái dòng họ đó làm sao mà kiếm ra được mình? Trời ơi là trời, sao mình thông minh như vậy? Trời ơi, người dâu vừa đẹp trai thông minh nữa. Ủa gì điện thấy gì sống sống lạnh sống lưng ta? Ôi trời, bây giờ trốn đâu giờ ta? Trời đất ơi. Ôi, ủa? Ừ,
coi thử coi. À, nhưng mà chỗ này làm gì có chỗ nào trốn đâu. Thôi bây giờ trốn, chỗ nguy hiểm nhất cũng là sẽ là chỗ an toàn nhất. Ê, sẽ không có ai biết mình cả. Nó làm sao ai biết mình trốn ở đây được. Ok, tan hình. Ồ, trời ơi, phải thật kìa. Trời đất ơi là trời. Chắc nó không thấy mình đâu. Mình đang tàn hình mà sao nó thấy mình được. Đấy, trời đất ơi, đi liên tục không biết mình ở đây luôn. Làm sao nó biết mình ở đây được. Trời đất ơi là trời. Ê, đồ quái vật ngu ngốc. Làm sao có thể thấy ta ở đây được chứ. Trời ơi, nó nhìn kìa, trời ơi, nó nhìn qua nhìn về trời. Nhìn nó ngơ ngác dễ sợ chưa. Sao mình cảm giác nó đang thấy mình vậy ta. Thôi mà nó đâu thấy mình đâu. Xin chào. Mình chỉ đang ngủ chơi một chút xíu thôi. Trời ơi, mệt quá, trốn chỗ nào vậy trời? Trốn ở đâu bây giờ? Ôi, cái con kia lại gần mình rồi. Từ từ. Nói nghe nè, sao mà bạn chơi kỳ với bạn lớn rồi, bạn lớn hơn mình rồi bạn chơi kỳ quá vậy? Mình nói bạn nghe nè, bộ ba mẹ không chịu dạy bạn bảo rằng là chơi 5-10 á là phải úp mặt vô tường đếm từ 1 đến 100 thì người ta đi trốn xong rồi bạn mới đi kiếm chứ bạn chơi gì kỳ vậy? Bạn biết lỗi chưa? Biết lỗi rồi đúng không? Biết lỗi úp mặt vô tường đây. Bực bội à. Thôi mình đi trốn á nha. Trốn giờ đâu ta? Ở đây. Rồi mình trốn xong rồi nè bạn ơi. Trời ơi, liêu liêu bị mình lừa rồi. Bây giờ mình đứng ở tuốt trên cao nè, đố bạn đụng được người của mình á. Ôi, chạy lẹ mọi người ơi, trời ơi, mấy con yêu quái nó chạy nhanh dễ sợ luôn à. Con này nhìn vậy thôi chứ nó chạy nhanh quá trời đất mấy bạn ơi. Ủa mà từ từ, mọi người đâu rồi ta? Ủa, nguy vậy? Ê, như nãy mình thấy cái tay ở đầu này đúng không ta? Đây là bình ảo giác nha. Ừ, chắc ảo giác đó mấy bạn. Luôn kìa. Dạ sao
Cô chạy nhanh vậy? Ê, quách ra đây, đây. Phong cận nè, Phong cận nè. Ê, ơi, xong. Ôi, ghê quá. Giờ thanh niên này không có lời cảm ơn luôn bà. Mọi người à, mình với bạn đi về đi. Tôi nghĩ những con người như này chúng ta cần xử lý một cách rất là đoàn hoàng đúng không? Đứng lại! Phong Cần! Đâu Phong Cần đâu? Đây, đâu quánh nè, quánh nè Phong nè. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Cái con người gì đâu mà vô duyên dễ sợ. Cứu cho cô vô, ổng không có lo tụi tôi bị sức đầu mẻ chán. Ổng lo cho con heo ổng là sao vậy? Ờ, heo còn mũi linh hồn. Trời ơi trời, em nội ông cảm ơn tôi rồi tôi. Trời ơi trời, ông ghét vừa tôi ông vừa kêu ân nhân của ông đông nội. Trời ơi tụi tôi giải cứu ông rồi đó. Cảm ơn Sam nha, Sam cứu tôi luôn. Cảm ơn trời Sam. Ơi trời, có tôi. Trời ơi. Ông cái màu đó. Trời ơi tôi mệt dễ sợ luôn ông. Ok mọi người ơi, tôi tập hợp ra tôi mình đã giải cứu được xong Phong Cần lần sau nha. Không có rủ nhau đi chơi công viên vậy nha. Trời ơi chán đi chơi công viên xong có cần vô cái nhà gì đây trời. Rainbow Friend mọi người ơi, trời ơi bạn nào biết cái nhà khu chơi Rainbow Friend này như thế nào không được quên các bạn vì sao biết cha chứ sao thấy cái chỗ này ghê quá. Thôi mấy bạn ơi, tôi chắc là tụi mình về các bạn ơi. Ok và nếu các bạn thích video này cho Sam một like, share các bạn đừng quên subscribe và tất cả thành viên hay tụi nha. Và nếu các bạn muốn Sam làm nhà an toàn chống cái con này đừng quên các bạn vì sao biết cha tại Sam cay quá trời đất luôn nó giam biến Phong Cận của tôi mà thành cái con xinh lẹ xinh lét luôn, ghét dễ sợ luôn à. Ok tạm biệt mọi người ở clip sau nha, hẹn gặp lại, bye bye. Woo, bye bye.